Còn đã có bầu với anh Thêu không? Con đã nói gì vậy? Cô không hiểu con đang nói cái gì hết. Như con bé nói đó, dù ra nhà tôi đã có thai với Thê Bung vào cái hôm mà thằng bé mất tích. Cái gì? Con nói cái gì? Anh Thê Bung và con thật ra đã thích nhau từ khi còn nhỏ rồi. Cô cũng biết 12 năm trước anh Thê Bung gặp tai nạn là vì cứu con mà. Trước này con không dám thổ lộ tình cảm của mình ra vì con cảm thấy rất áy náy anh ấy. Nhưng mà con nghe mọi người nói cô đang tìm vợ cho anh ấy khiến cho con dao động, cho nên đêm đó sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?